Cựu thành viên nhóm nhạc V-Beat Zero 9 qua đời ở tuổi 25. Thông tin Win, cựu thành viên nhóm nhạc Zero 9, qua đời đã khiến khán giả xót xa. Vào tối mùng 9 tháng 5, Lương Bảo Duy, cựu thành viên của nhóm Zero 9 đã đau lòng. Thông báo tin Win, tên thật là Hồ Minh Tuấn, thành viên cùng nhóm, đã qua đời ở độ tuổi 25, theo như cáo phó được chia sẻ. Linh cữu của Win sẽ được an táng tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 17:30 cùng ngày. Còn lễ động quan sẽ được diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Sau khi nhận tin buồn, các cựu thành viên của Zero 9 cũng có những động thái chia buồn trước sự ra đi của Win. Cây nhắn nhủ đến người bạn quá cố, nói về kỷ niệm thì tao với mày quá nhiều kỷ niệm cùng nhóm rồi. Giờ cũng không biết nói gì và cũng không muốn tin đó là thật, ngủ ngon nhé bạn tôi. Qua thế giới bên kia nhớ cười thật nhiều và đừng bận lòng những gì nơi cõi tạm này nữa. Sau khi đầu quân cho công ty giải trí của Tăng Nhật Tuệ, nhóm nhạc Zero 9 đã chính thức ra mắt với đội hình 7 thành viên. Dù hoạt động không lâu, thế nhưng Win cũng là cái tên nhận được khá nhiều sự yêu mến từ khán giả.